Nam tiếp viên hàng không làm lây lan dịch COVID-19 lĩnh 2 năm tù treo. Hôm nay 30 tháng 3, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đưa ra xét xử Dương Tấn Hậu, 29 tuổi, nam tiếp viên hàng không Việt Nam Airlines về tội làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người. Hậu bị truy tố theo điểm C, khoản 1, điều 240 Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017. Tội danh này có mức phạt tiền từ 50 triệu đồng đến 200 triệu đồng hoặc bị phạt tù từ 1 năm đến 5 năm. Phiên tòa do thẩm phán Trần Minh Châu làm chủ tọa, có 3 luật sư tham gia bào chữa cho Hậu. Tòa cũng triệu tập 5 người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan để phục vụ việc xét xử. Trước phiên tòa, 3 luật sư bào chữa cho bị cáo đề nghị hội đồng xét xử triệu tập thêm đại diện Bộ Giao thông Vận tải, Tổng công ty Hàng không Việt Nam, Việt Nam Airlines, Ban quản lý cơ sở lưu trú, cách ly tập trung của Việt Nam Airlines, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, các ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 liên quan trong vụ án. Tuy nhiên, hội đồng xét xử nhận thấy những cá nhân, tổ chức này đã có lời khai cũng như văn bản gửi cơ quan điều tra. Do đó, tòa không đồng ý với kiến nghị này. Theo cáo trạng, nhận xét hành vi của Hậu là nghiêm trọng, gây nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm đến sự an toàn về tính mạng, sức khỏe của cộng đồng và xã hội. Do đó cần phải được xử lý nghiêm mới có tác dụng giáo dục đối với bị can và răn đe. Cáo trạng còn xác định tổng thiệt hại vật chất do Hậu gây ra là 4,4 tỷ đồng. Ngoài ra còn có thiệt hại phi vật chất là việc ảnh hưởng đến cuộc sống của hơn 2.000 người trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, gồm 861 người cách ly tại cơ sở cách ly tập trung và 1.400 người cách ly tại nơi cư trú. Tại phiên tòa, nam tiếp viên hàng không thừa nhận hành vi phạm tội nhưng cho rằng lỗi sai của mình không đáng để truy cứu trách nhiệm hình sự. Theo bị cáo, hành vi vi phạm của bị cáo có liên quan tới rất nhiều bên, từ khu cách ly tới cơ quan chức năng. Ngoài ra, bị cáo trình bày những khó khăn khi phải cách ly. Trước lời khai của bị cáo, chủ tọa cho rằng không thể vì tù túng, bức xúc khi phải cách ly mà đi ra ngoài để lây lan dịch COVID-19 cho người khác. Luật sư bảo vệ của bị cáo cho rằng bị cáo Hậu chỉ là nạn nhân của việc quản lý cách ly lỏng lẻo. Theo đó, trong thời gian bị cáo cách ly tại nhà, cơ quan chức năng không có biện pháp giám sát, không có thông báo về nơi cư trú dẫn tới hành vi vi phạm của bị cáo. Được nói lời sau cùng trước khi tòa nghị án, bị cáo Hậu trình bày, trong thời gian bùng phát dịch bệnh bản thân đã tham gia vào các chuyến bay giải cứu người Việt mắc kẹt ở nước ngoài. Trong quá trình đó, do xảy ra sự cố bất ngờ nên bị cáo đã trở thành nạn nhân của dịch bệnh này. Bị cáo cũng cho rằng do quá tự tin với kết quả 2 lần xét nghiệm âm tính nên đã vô tình lây bệnh cho bạn. Nhân đây cũng gửi lời xin lỗi đến toàn thể cộng đồng. Nếu có cơ hội, bị cáo tình nguyện tiếp tục tham gia các hoạt động chống dịch, dùng những kiến thức, kinh nghiệm của mình để tiếp tục tham gia tuyến đầu chống dịch nếu có thể, do không tuân thủ quy định của pháp luật về cách ly, gây hậu quả nghiêm trọng. Tuy nhiên, bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ, thành khẩn khai báo, có nhân thân tốt và nơi cư trú rõ ràng, là lao động chính, bố đang bệnh nặng nên không cần thiết phải cách ly khỏi xã hội. Khi luận tội đối với bị cáo Hậu, Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã đề nghị hội đồng xét xử phạt Hậu từ 2 đến 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 5 năm, phạt bổ sung 50 triệu đồng. Sau khi nghị án, hội đồng xét xử xét thấy bị cáo Hậu có nhiều tình tiết giảm nhẹ nên tuyên phạt 2 năm tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 4 năm. Ngoài ra, do bị cáo là lao động chính trong gia đình nên tòa không áp dụng hình phạt tiền. Liên quan đến vụ án, cơ quan điều tra xác định Ban quản lý cơ sở cách ly Việt Nam Airlines có nhiệm vụ phối hợp Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh phường để giám sát, đảm bảo an toàn cho những người được cách ly. Tuy nhiên, cơ sở đã để xảy ra hàng loạt thiếu sót như trước khi tiếp viên lên nhận phòng chưa được đo nhiệt độ tầm soát, máy nước nóng lạnh, bàn ăn đặt trong khuôn viên chung, tổ bay còn tiếp xúc qua lại với nhau. Ban quản lý cũng bị cho là không giám sát chặt chẽ dẫn đến việc Hậu tiếp xúc với 2 bệnh nhân dương tính. Tuy nhiên, cơ quan điều tra cho rằng các sai phạm này chưa đến mức xử lý hình sự nên kiến nghị Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh giao các cơ quan chức năng xử lý hành chính đối với sai phạm của Hậu khi cách ly ở nhà. Trạm trưởng y tế phường 2, quận Tân Bình có sai sót vì đã không tiến hành các biện pháp cách ly, không thông báo cho nơi cư trú, chủ nhà trọ trên đường Bạch Đằng, dù nhận được thông báo từ Việt Nam Airlines. Quá trình điều tra, người này đã nhận thức được sai phạm, khai báo thành khẩn, cam kết sẽ chấn chỉnh nên cơ quan điều tra đề nghị công an quận Tân Bình xử phạt hành chính.